Bởi đây không hổ danh là một con đường toàn hoa mai đẹp, toàn cây mai, hoa mai đẹp luôn mọi người. Mê chưa? Thôi, mình dịu mọi người nhé. Đó là cái đặc trưng của hoa mai Huế. Mến chào quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Đấy, các bạn nhìn qua bên kia thấy những cây mai vàng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó nở ra hoa đẹp không, dày kín mít luôn. Đó, hôm nay là ngày 22 rồi mọi người, 22 tháng giêng rồi. Bà con xem đây là một cái vườn hoa mai này mọi người này. Đấy, hoa mai bây giờ nó tổ lộc, tổ hoa vàng cả vườn luôn. Con thuyền xưa bến cũ, kiệt 39 Lý Nam Đế. Đây là cầu Ba Bến cả nhà nhé. Một vòng cố đô Huế ngày 22. Ngày 22 tháng Giêng nhằm ngày 12 nhằm ngày 12 tháng 2 mọi người. Ở đây có cây dâm bụt. Mình mới đi qua cái đoạn đường tàu bà con. Mình chờ tàu buổi trưa thì khá là nắng. Mặc dù vậy thì tàu ở Việt Nam, tàu đường sắt Việt Nam thì nó cũng khá ngắn nên chờ cũng nhanh thôi. Cố đô Huế ngày nắng đẹp. Ra Tết trời khá đẹp mọi người, trong Tết thì trời âm u. Mời bà con du lịch đường phố khám phá cố đô, khám phá Huế, để cuộc sống Huế ngày những ngày đầu năm. Cố đô Huế đường Phan Châu Trinh. Các cái tiệm cà phê khá là đông khách. Phố nó bị lún ở cái đoạn Phan Châu Trinh và đoạn chợ Ân Cừu đó mọi người này, ngay góc chợ Ân Cừu khá là nguy hiểm, là bà con đặt các cái cây để cảnh báo và đã giăng dây rồi mọi người. Mọi người nhé, khu vực chợ Ân Cừu. Và thấy đầu kia có chiếc xe cầu chở cái mai về, kiểu như là bà con thuê chơi Tết xong rồi bây giờ trở về mọi người. Đường phố Huế, đây là đường Hùng Vương. Mình đi qua đường Bà Triệu mọi người nhé. Đây đoạn này cây bồ đề lá rụng. Đây là cái thời điểm mà còn một ngày nữa thôi là ngày lễ Valentine ngày 14 tháng 2. Các bạn thấy bên này là các bạn đang bán hoa. Hoa ngày lễ Valentine.
Mai Huế. Nở đúng cái dịp Valentine luôn mọi người. Đi vào trong cái đường Trường Chinh này, rồi chúng ta rẽ vào, chúng ta xem mấy cây mai đường phố ở trong này xem như thế nào. Ở trong này có mấy cây mai nổi tiếng lắm mọi người. Rồi, ta đi khám phá đường phố Huế, khám phá mai vàng Huế mọi người nhé. Đây là Trường Chinh. Rồi, chạy lên một đoạn này. Rồi, lên cái đoạn này chúng ta rẽ vào này. Đường phố đầu năm. Trong này bên tay phải chúng ta đi vào trong đó thì có rất là nhiều quán nhậu luôn mọi người nhé. Rồi, tới đây để vào. Đấy. Trong này đường Lê Vức Lượng. Đó, chạy lên một đoạn nữa. Vẫn còn cúc là còn hoa, còn cục là còn hoa. Cúc cục là như vậy, nhưng mà hoa mai thì như thế nào? Đấy. Cũng có người quản lý sáng quá. Nướng bơ lẩu. Không có người quản lý còn sang quán luôn. Rồi đây. Đây là chúng ta đang lạc vào một cái những con đường hoa mai. Mai rất là đẹp luôn mọi người. Đây là buổi trưa mình mời bà con vào đây ghé thăm chút xíu. Cái mai ở đây. Mình quay lên trên này. Cành rất là ít thôi, cây bên kia là mai nở nhiều cả. Đấy. Đó, quý các bác đang xem là ba cây luôn mọi người này. Đây là ba cây nhá. Rơi xuống dưới mặt thảm á. Đây này, xem mai vàng năm cánh. Là hoàng mai Huế. Còn cô bác nữa. Đứng ở dưới nhìn lên này. Hoa dày. Thời điểm này thời điểm hoa nó rụng ở đây mọi người. Trên mái tung rồi, trên mái tung mai nó rụng ở trên mái tung mọi người. Ở đây đứng đây chúng ta nghe cái mùi thơm dịu của cái hoa mai. Đường Liên Quan Đạo ở thành phố Huế. Đây đây có một cây cây mai rất là đặc biệt luôn. Mời bà con cô bác anh chị và các bạn này. Mai này nó cái gốc của nó là nhánh nó lên từ gốc luôn mọi người. Gốc lên luôn này. Thấy cái nhánh từ gốc lên nó chia là nhiều nhánh. Lên trên là nhiều cành. Nó tạo thành cái tán hoa rất là đều luôn. Nhìn mê ly chứ. Rồi mình đứng lại mình xem cây. Lại mình xem cái mai này đã. Đây. Cái mai này gọi là cái mai có số má này bà con. Đây là bà con trống mấy cái trụ này này để cho nó chắc chắn này. Đây là gốc của nó này. Ở dưới là nó lên có thêm mấy cái u nữa. Cũng xanh xì. Có mấy cái nhánh to, có mấy nhánh nhỏ. Chia đều. Lên trên là hoa này. Mình đứng ở trong này quay ra mọi người nhé. Cái này là mình đứng ở ngoài quay vào. Đẹp không? Gió phải là mấy cái hoa nó rơi xuống. Mình rất là đẹp luôn. Mình quan sát cái mặt hoa cho mọi người xem. Mặt hoa của nó này. Mặt hoa của nó mọi người. Mê chưa?
hơn. Trong dì dìu của mình đó. Đó là cái đặc trưng của hoa mai Huế. Đọt vừa ra lọc vừa ra hoa sạch. Bên cạnh này có thêm mấy cái cây cảnh khác nữa. Đợt nê ly. Bởi đây không hổ danh là một con đường toàn hoa mai đẹp, toàn cây mai, hoa mai đẹp luôn mọi người. Đó, ở đây là trước mặt mọi người là mình đang quay cây này nè. À, còn sau lưng mọi người này, đây, mình giữ máy luôn mọi người nhé. À, sau lưng mọi người là có mấy cây này này, chứ không phải là một cây nữa không. Đó, đây, mình quay cho mọi người xem nhé. Mình không có cắt hình ảnh, mình giữ nguyên cái đoạn này cho mọi người xem. Mà con đường này có rất là nhiều cây mai đẹp, không những là cây mình mới quay, mà còn là những cây đây nè. Đó. Đó, mọi người thấy không? Bên trong nhà này có mấy cái cây hoa này này mọi người này, hoa tím đẹp không? Đấy, cái này nhỏ hơn nhưng mà hoa cũng khá là đẹp mọi người nhé. Đó, chứng tỏ là cái con đường này, con đường Lê Quang Đạo này rất là nhiều cây hoa mai đẹp luôn. Đấy, con nhìn lên đoạn này, đấy, xem cận cảnh mọi người nhé. Đó, góc của nó này. Đây, ở sau này nè mọi người nè. Sau này có mấy cây này to này. Người xem cái góc này này, wow, đẹp mê ly luôn. Ai đi ngang đây cũng xích xoa với lại những cây mai này. Cây mai này thì nó trổ sớm hơn mọi người này, cho nên là cây hoa nó còn là ít trẻ trên cây và thấy có dấu hiệu là các mặt hoa là có hơi khô. Đấy. Nhưng mà về thân cành nó rất là đẹp mọi người nhé. Wow, mê ly luôn. Mình quay sát tí cho mọi người xem cái tay cành của nó. Đây, để bà con nhé.